Đầu tiên thì em xin phép được giới thiệu một chút ạ. Ở đây thì chắc là sẽ có những chị em mà lần đầu gặp em á. Có chị em thì chắc là cũng đã làm việc với em rồi, nhưng mà chắc là có những người lần đầu tiên gặp em ấy, thì em xin phép được giới thiệu qua một chút. Em là Phương Anh, nền tảng học vấn và lĩnh vực nghiên cứu của em thì tập trung vào dinh dưỡng lâm sàng và lối sống để phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật. Em tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân y. Sau đó thì em có học lấy chứng chỉ dinh dưỡng lâm sàng tại Viện Dưỡng Quốc gia. Tiếp theo đó thì em có học nghiên cứu sinh tại Nhật Bản, chuyên ngành về khoa học thần kinh, về cảm xúc và nhận thức. Lĩnh vực mà em làm nghiên cứu khoa học là nghiên cứu về lĩnh vực về dinh dưỡng trong việc phát hiện sớm và can thiệp sớm rối loạn tâm thần. Đầu tiên là bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì đầu tiên là mục đầu tiên là sẽ là hiểu về bệnh nấm Candida. Khi mà em đọc form đăng ký của các chị em ấy thì em thấy rất là vui và hạnh phúc, bởi vì là rất là nhiều người nói cái lý do mà muốn tham gia chương trình là để phòng bệnh ấy. Thì dù mục đích của mình là có muốn phòng bệnh hay là muốn kiểm soát bệnh thì chúng ta phải hiểu về bệnh, đúng không? Trong quá trình mà làm việc với chị em á thì em thấy là có khá là nhiều ngộ nhận thường gặp về nấm Candida. Thứ nhất là mọi người nghĩ là Candida là một cái bệnh nấm mồm, nó một cái con nó một cái nó là một cái nó một loại nấm gì đó rất là kinh khủng ấy và cần được loại bỏ hoàn toàn. Có những chị em thì khi mà bị nấm Candida thì lại nghĩ đến là do đối tác của mình ấy, do chồng mình làm một cái gì đó nó không an toàn ở ngoài và mang cái mầm bệnh đấy cho mình. Thế ở đây có chị em nào nghĩ thế không ạ? Thứ ba là người khỏe mạnh thì sẽ không có Candida. Và cuối cùng là một cái ngộ nhận thường gặp là Candida là chỉ là do cái chế độ ăn uống gây ra mà thôi. Còn đây là hiểu đúng về Candida. Trên thực đúng ra là Candida là tồn tại trên nấm 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 Candida tồn tại trên cơ thể là hoàn toàn là bình thường. Nó có nghĩa là trên cơ thể em cũng có và bất kỳ chị nào ở đây là cơ thể cũng có thể có nấm, là hoàn toàn bình thường. Nhưng mà nấm nó chỉ phát triển quá mức mà nó gây ra bệnh khi mà nó có những các cái yếu tố nguy cơ. Các yếu tố nguy cơ ví dụ như là vệ sinh chưa tốt này, tiểu đường này, do nội tiết estrogen tăng cao này, do suy giảm miễn dịch, do mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hoặc là do sử dụng thuốc cũng như là thuốc kháng sinh ức chế miễn dịch. Em hay lấy cái ví dụ như là mình bị trộm đi, thì là trộm thì ở ngoài thì lúc nào có, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao mà trộm lại vào nhà người A chứ không vào nhà người B? Phải có cái vấn đề gì đó ở nhà người A mà làm cho trộm có cái ý định ăn trộm và ăn trộm hơn là những gia đình khác. Có thể là hệ thống cửa giả lỏng lẻo chẳng hạn, không an toàn chẳng hạn, hoặc là cái nhà đó sơ ý không khóa cửa chẳng hạn, thì là trộm sẽ dễ để vào để thực hiện cái hành động xấu của mình hơn, đúng không? Thì là nấm Candida là cũng tương tự như thế đấy ạ. Trên cơ thể của mỗi chúng ta là nấm là hoàn toàn bình thường, và chỉ gặp những cái điều kiện mà trên chính cơ thể của chúng ta nó có một cái bất thường gì đó, nó có yếu tố nguy cơ gì đó, thì nấm nó mới có cơ hội nó phát triển mạnh thôi. Em có tìm một số cái tài liệu từ một số tổ chức uy tín trên cả ngoài nước và cả trong nước á. Nhưng mà tuy nhiên thì cái thời lượng chương trình thì có lẽ là không cho phép, nên là em sẽ đi một cách vắn tắt thôi. Sau đó thì nếu mà chị em nào có quan tâm ấy thì em sẽ gửi cái slide này vào trong nhóm Zalo để cho các chị em có thể xem thêm ấy. Thì theo CDC, theo CDC là Trung tâm về ngăn ngừa và kiểm soát bệnh Hoa Kỳ á, thì họ cũng có viết rất là rõ là Candida là một cái tình trạng mà viêm nhiễm nấm gây ra bởi cái loại nấm men tên là Candida. Một số loại Candida gây có một số loại Candida thì gây gây viêm nhiễm trên trên cơ thể con người, chủ yếu là Candida albicans. Và Candida thì bình thường sẽ sống ở trên da và bên trong cơ thể, ví dụ như là trong miệng này, cổ họng, ruột và âm đạo, mà không gây cái vấn đề gì cả. Candida chỉ gây viêm nhiễm khi mà nó sinh trưởng một cách tăng trưởng một cách quá mức kiểm soát và nó xâm lấn sâu vào bên trong cơ thể. Ví dụ như là nó có thể vào trong máu này, hay là xâm nhập vào trong các cái cơ quan nội tạng như là thận, tim và não.
Candida thì gồm có bệnh Candida thì gồm có ba nhóm chính là Candida âm đạo, Candida xâm lấn và Candida miệng thực quản. Phần triệu chứng thì em sẽ xin phép bỏ qua. Ở đây ạ, đến cái phần nguyên phần yếu tố nguy cơ và phòng ngừa thì những ai mà có cái nguy cơ mà bị Candida miệng đó chính là những người mà đeo răng giả này, bị tiểu đường, bị ung thư, bị hội chứng suy giảm miễn dịch HIV/AIDS, sử dụng kháng sinh hoặc là thuốc ức chế miễn dịch, corticoid bao gồm cả những cái loại corticoid mà dạng hít dùng để cho điều trị ở bệnh hen phế quản đấy ạ. Sử dụng một số loại thuốc mà gây khô miệng hoặc là các tình trạng có cái tình trạng sức khỏe mà gây nên khô miệng, phun thuốc lá. Yếu tố nguy cơ và ngăn ngừa đối với nấm Candida âm đạo thì gồm có này, mang thai, sử dụng các cái biện pháp tránh thai mà có hormone, ví dụ như là sử dụng thuốc tránh thai này, bị tiểu đường này, có những hệ miễn dịch bị suy suy giảm và có sử dụng thuốc kháng sinh đó. Còn đây là thông tin từ Bộ Y tế, cũng là đối tượng dễ mắc nhé các chị nhìn nhé, là cũng có nấm miệng và nhiễm trùng Candida thì có thể xảy ra khi hệ thống miễn dịch bị yếu đi vì bệnh hoặc là các loại thuốc như là thuốc ức chế miễn dịch hoặc là khi dùng kháng sinh làm nhiễu loạn sự cân bằng tự nhiên của các vi sinh vật trong cơ thể hoặc là nhiễm bệnh HIV/AIDS, ung thư, đái tháo đường, nhiễm trùng nấm mê long đạo. Một cái nguồn thông tin khác, một nguồn tài liệu khác thì cũng yếu tố nguy cơ thì cũng tương tự đấy ạ, cũng là do vệ sinh này, do thay đổi hệ vi sinh khi mà mình sử dụng kháng sinh đó, do sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Theo báo Sức khỏe và đời sống thì họ cũng viết như vậy. Yếu tố nguy cơ vẫn là vệ sinh kém này, rối loạn nội tiết này, suy giảm miễn dịch, dùng kháng sinh lâu ngày hoặc là dùng thuốc ức chế miễn dịch là những cái yếu tố nguy cơ cao để dẫn để nhiễm đến các bệnh nấm. Thì tóm lại thì là em mong là qua cái phần này thì các chị em sẽ hiểu được rằng là nấm Candida tồn tại trên cơ thể là bình thường và hiếm khi gây bệnh trên cái người trưởng thành khỏe mạnh. Những cái yếu tố chỉ khi mà gặp những các cái yếu tố thuận lợi thì Candida mới phát triển và gây viêm nhiễm thôi. Phần này thì các chị em mình có nắm được không ạ? Có dễ hiểu không ạ? Nếu mà phần này các chị em cảm thấy dễ hiểu thì comment số 1 cho em đúng không ạ? Để em biết thì em sẽ đi tiếp về phần sau. Okay. Okay, cảm ơn các chị em. Okay, thì vậy thì mình tiếp tục đến tiếp theo phần tiếp theo ha. Phần tiếp theo là chúng mình sẽ nói về việc là tại sao mà sau điều trị thì lại thường bị tái phát lại. Thì ở đây thì em nghĩ là sau khi phần 1 thì chúng ta đã hiểu là cái Candida nó không phải là một cái bệnh gì nó ghê gớm cả, nó cũng giống như là chúng ta bị nhiễm virus hay là vi khuẩn bình thường thôi, không có cái gì là mà kinh khủng cả. Và phần lớn thì hầu như phụ nữ sẽ thường gặp Candida ít nhất một lần trong đời. Vậy thì em muốn hỏi là các chị em ở đây là khi mà các chị bị nấm ấy, thì các chị sẽ phải đi đi khám và điều trị bác sĩ đúng không ạ? Thì là bác sĩ sẽ điều trị cho mình như thế nào ạ? Có thể comment vào ô chat thì cho em biết đúng không ạ? Cho mọi người cùng biết đúng không ạ? Đặt thuốc ạ.
Ngoài đặt thuốc và uống thuốc thì có cái gì nữa không ạ? Hay là chỉ đặt thuốc và uống thuốc thôi ạ? Rửa. Có Diễm Hà trả lời là hồi nấm thì có bác sĩ có cái lợi khuẩn này thì là khác, hơi khác điều trị hơi khác so với những các trường hợp ở trên đúng không ạ? Dạ thì cảm ơn các chị em ạ, các chị em thì cái hướng dẫn điều trị nấm chung ấy thì trên cả thế giới và Việt Nam đều như vậy, thì mình sẽ cùng tìm hiểu là nấm sẽ được điều trị như thế nào nhá. Thì theo CDC thì nấm nấm ở miệng và nấm ở miệng họng và thực quản thì thường điều trị với các thuốc kháng nấm. Liều lượng và cái thuốc kháng nấm như thế nào thì nó phụ thuộc vào cái mức độ bệnh và cái đáp ứng điều trị của người bệnh nhá. Nhưng mà phần lớn thì là điều chúng ta chỉ điều trị thuốc kháng nấm thôi. Đối với cả nấm âm đạo thì cũng phần lớn là dùng thuốc kháng nấm để điều trị ạ. Còn ở tài liệu tiếng Việt thì cũng là thuốc kháng nấm đúng không ạ? Cũng là các loại thuốc kháng nấm. Ở đây thì em thấy có là hướng dẫn cả vệ sinh nữa. Thay tã lót, thay tã thường xuyên hơn là có vệ sinh một chút đúng không ạ? Nhưng mà phần lớn là vẫn chỉ là có thuốc kháng nấm thôi. Thì theo các chị em thì là tại sao mà mình lại sau khi điều trị kháng nấm, điều trị khỏi rồi mà tại sao lại vẫn cứ bị tái đi tái lại là vì sao ạ? Các chị em đến đây được học tham gia từ đầu giờ để có đoán ra là vì sao mà chúng ta lại bị tái đi tái lại không ạ? Vì Candida luôn tồn tại. Đúng rồi ạ. Đúng rồi ạ. Cả chị Vân Anh trả lời rất là đúng nè. Vì Candida luôn tồn tại và chỉ có chờ điều kiện thuận lợi là lên thôi. Hiện tại thì điều trị nấm chủ yếu là dùng thuốc kháng nấm. Và nấm vẫn tái lại bởi vì những cái yếu tố nguy cơ thì không được giải quyết. Yếu tố nguy cơ thì gồm có những gì các chị có nhớ không ạ? Có vệ sinh chưa tốt này, đường máu cao là trong bệnh tiểu đường đấy ạ. Có nội tiết estrogen tăng cao này, suy giảm miễn dịch này, mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột này, sử dụng thuốc kháng sinh và ức chế miễn dịch này. Tất cả những cái yếu tố nguy cơ này nếu mà không giải quyết thì là mình sẽ vẫn vẫn có thể bị nấm lại mặc dù là mình đang điều trị khỏi hoàn toàn nha. Nó giống như là cái ví dụ lúc nãy mà em kể với cả em chia sẻ với cả các chị em là cái chuyện mà chúng ta bị trộm vào nhà ấy. Thì mặc dù là chúng ta có báo công an này và công an sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm thì có thể tìm được cái tên trộm đó cho chúng ta, trả lại đồ cho chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà vẫn cứ tiếp tục không cẩn thận hay là vẫn không trang bị các cái thiết bị mà an toàn trong ngôi nhà ấy. Ví dụ như là vẫn kiểu đi ra ngoài thì không khóa cửa này, ông thậm chí lại còn cắm luôn cả chìa khóa xe ở trên xe máy luôn ấy, thì là chúng ta có dễ mà bị trộm một lần nữa không ạ? Rất là dễ bị lại đúng không ạ? Tại vì là mặc dù không phải là cái tên trộm đó nhưng mà trộm tên những tên trộm khác, tên trộm mới thì rất là nhiều, và khi mà tên trộm mà đi qua gặp một cái điều kiện mà như kiểu mỡ để miệng mèo như thế thì rất là dễ người ta sẽ lại vào ăn trộm của mình một lần nữa. Thế nên là nếu mà chúng ta chỉ giải quyết được cái vấn đề là thuốc kháng nấm không thôi thì sẽ không bao giờ có thể dứt điểm được cái tình trạng bị nấm nếu như mà các yếu tố nguy cơ không được giải quyết. Khi mà chúng ta bị nấm ấy thì cái triệu chứng rất là khó chịu, và đến khám bác sĩ thì việc của bác sĩ là sẽ là cho chúng ta thuốc để kiểm soát cái vấn đề một cách nhanh nhất.
Nhưng mà tuy nhiên ấy, các cái vấn đề mà thuộc về dinh dưỡng và lối sống ấy thì chỉ có chúng ta mới là người thay đổi thôi, chứ còn bác sĩ thì không thể nào mà làm các việc này thay cho chúng ta được. Có đúng không ạ các chị em? Thế ạ. Thế là qua phần này là các chị em là đã hiểu là vì sao mà chúng ta bị nấm mà thường xuyên lại tái đi tái lại chưa ạ? Nếu mà hiểu thì các chị em comment số 1 cho em nha. Em sẽ đi tiếp phần tiếp theo. Ừ. Ra đây mình thấy không nhỉ? Tìm cái mục chat thôi rồi. Em này không đọc được cái ô chat của mọi người rồi. Được ô chat của mọi người, chị Trang ơi. Chị Trang giúp em là có chị em nào mà chưa hiểu cái phần này không ạ? Hay là hiểu hết rồi ạ? Em tự nhiên không đọc được ô chat nữa. Chị thấy là mọi người comment số 1 rất là nhiều rồi đó, tức là mọi người À. đã hiểu rồi Thế thì em xin phép đi tìm phần tiếp theo ha. đó. Cái phần giải pháp toàn diện là cái phần nội dung chính của cái buổi workshop ngày hôm nay. Thì là chúng ta muốn phòng bệnh và kiểm soát bệnh đúng không ạ? Thì là cái phần yếu tố nguy cơ là chúng ta phải kiểm soát được càng nhiều càng tốt thì chúng ta sẽ phòng bệnh và kiểm soát bệnh tốt nhất đúng không ạ? Vệ sinh chưa tốt thì chúng ta sẽ học cách để vệ sinh miệng và thân thể. Đường máu cao thì sẽ học cách để kiểm soát đường huyết tốt hơn. Nội tiết estrogen tăng cao thì chúng ta sẽ học cách để cân bằng để không nó không bị tăng cao. Vì tăng cao là lại là yếu tố nguy cơ gây nấm. Suy giảm miễn dịch thì chúng ta tìm cách làm nào để tăng cường miễn dịch. Mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột thì cũng tìm cách để cân bằng lại hệ vi sinh đường ruột. Sử dụng thuốc kháng sinh và thuốc ức chế miễn dịch thì chúng ta chỉ sử dụng thuốc kháng sinh khi thực sự cần thiết vậy ạ. Chỉ sử dụng khi mà có thuốc kháng sinh chỉ có tác dụng khi mà chúng ta bị viêm do vi khuẩn nhé. Thế là chỉ sử dụng khi mà bác sĩ kê đơn cho chúng ta và không nên là đi ra ngoài hiệu khi mà có vấn đề gì đó như là ho, hắt hơi mà cũng lại sử dụng lạm dụng kháng sinh quá thì nó cũng đều làm cái nguyên nhân mà gây mất cân bằng hệ vi sinh và dẫn tới là cái yếu tố nguy cơ của chúng ta bị nấm. Không chỉ bị nấm đâu mà sẽ là rất là nhiều các cái loại nhiễm khuẩn vi khuẩn cơ hội khác. Và cái giải pháp toàn diện cho nấm Candida của chúng em thì sẽ gồm có này. Chăm sóc đường ruột, cân bằng hệ sinh đường ruột. Thứ hai là vận động đúng, thứ ba là quản lý căng thẳng và thứ tư là thải độc. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đi chi tiết là tại sao những cái mục này là quan trọng mà chúng mình cần phải quan tâm ạ. Tại sao lại phải chăm sóc đường ruột? Thì từ khoảng 2.800 năm trước thì Hippocrates là ông tổ của y học hiện đại đã phát biểu một cái câu là bệnh tật thì sinh ra từ đường ruột. Và ngày nay đối với thì nhờ cái sự phát triển của nghiên cứu khoa học ấy thì là câu này thì quá là đúng luôn ấy ạ. Cái đường ruột của chúng ta ấy đóng vai trò rất quan trọng trong sức khỏe của hệ miễn dịch. Khoảng 70% hệ thống miễn dịch của cơ thể thì nằm ở ruột. Trong thành ruột là những cái vùng đặc biệt gọi là mô bạch huyết đường ruột, là nơi sản xuất và lưu trữ các tế bào miễn dịch giúp giám sát, nhận biết, xác định và vô hiệu hóa bất kỳ chất độc nào xâm hại vào cơ thể. Ở cái ví dụ đầu tiên ạ. Em muốn muốn hỏi các chị một chút xíu là đây là cái đường tiêu hóa của mình ạ, đường tiêu hóa của mình ạ. Thì theo như các chị em á thì cái đường tiêu hóa nằm ở bên trong cơ thể hay là bên ngoài cơ thể ạ? Nếu mà trong thì các chị trả lời là trong, còn đâu nếu ngoài thì ghi là ngoài ở ô chat cho em đúng không ạ? Cái đường tiêu hóa nằm ở bên trong cơ thể hay là bên ngoài cơ thể ạ?
em lại đọc được chat. Hầu hết mọi người đều trả lời là trong đúng không ạ? Giờ các chị xem cái hình ảnh đầu tiên nhé, cái hình ảnh mà em đang 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 di chuột này, thì các chị sẽ thấy là cái đường tiêu hóa này, đường tiêu hóa nó như một cái hệ thống ống ấy, bắt đầu ở từ miệng này, sau đó đến thực quản này, rồi đến dạ dày này, rồi đến ruột non và đến đại tràng của chúng ta, rồi đến trực tràng và hậu môn. Thì các chị thấy cái đường ống này, hai đầu của nó phía miệng này, hai đầu của nó là miệng và hậu môn này, nó đều thông ra bên môi trường bên ngoài đúng không ạ? Có đúng không ạ? Nó đều hai đầu của nó đều thông ra bên ngoài thì nó là nó thực chất nó là một cái tạng bên ngoài cơ thể đấy ạ. Nó lột vào bên trong thôi, nhưng mà thực chất thì nó là nằm bên ngoài cơ thể. Chỗ này chị em có hiểu không ạ? Hệ tiêu hóa của chúng ta, em nhắc em nói lại ạ, em xin phép nói lại ạ. Cái hệ tiêu hóa của chúng ta, cái đường đường ống tiêu hóa thì đúng hơn, nó là một hệ thống ống, bắt đầu là từ miệng này, sau đó đến thực quản này, dạ dày này, ruột non này, ruột non rất là nhiều vòng trong này, rồi đến ruột già, trực tràng và đến hậu môn. Hai cái đầu của cái ống này đều thông ra môi trường bên ngoài, nên thực chất nó là một cái tạng bên ngoài cơ thể đấy ạ. Chính vì thế nên là nó sẽ có cái tác dụng là nó ngăn cách cơ thể của chúng ta với môi trường bên ngoài. Nhiều người nói rằng là chúng ta là những gì chúng ta ăn ý, nhưng mà trên thực tế thì không phải như thế. Em đã chuyển qua cái slide này. Trên thực tế thì những cái gì chúng ta ăn vào miệng này, sau đó thì vào đường vào dạ dày rồi là vào ruột non sẽ được tiêu hóa và hấp thu thành những cái chất dinh dưỡng mà thành thành những cái chất dinh dưỡng rất nhỏ mà chúng ta cơ thể chúng ta có thể sử dụng được ấy, thì những cái chất dinh dưỡng đó mới được ngấm vào 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 thành ruột và đi vào máu. Còn đâu những cái chất mà không những cái chất mà không thuộc cái thành phần đó ấy, thì sẽ để đi ra ngoài tiếp. Chính vì thế nên là khi mà chúng ta ăn uống linh tinh ấy, thì chúng ta thường lại bị rối loạn tiêu hóa và bị đi ra ngoài ngay, chứ nó không, cơ thể chúng ta rất là thông minh, không bị vào máu á, mà nó sẽ nó đã đi ra ngoài. Đường ruột cùng với cả da này hay là bộ máy hô hấp thì đều là những cái nó đều là những cái mà cơ quan mà giúp ngăn cách cái phần bên trong cơ thể và bên ngoài cơ thể. Nó bảo vệ cơ thể như là cái lớp da bên ngoài của chúng ta luôn đó, nhưng mà chẳng qua là cái đường tiêu hóa nó lộn vào bên trong, nên là nhiều người nghĩ là nó bên trong cơ thể, nhưng thực ra là cái đường ruột nó là cái hệ thống bên ngoài cơ thể. Ngoài ra thì cái môi trường axit trong dạ dày ạ, môi trường axit trong dạ dày bình thường là khoảng pH nó khoảng 1 đến 2, 1 đến 2 pH của chất axit. Cái pH trong dạ dày á, cái độ axit nó rất là thấp. Cái độ pH rất là thấp, tính axit rất là cao và thậm chí nó có thể ăn mòn được cả kim loại luôn. Nhưng mà tuy nhiên thì cái dạ dày niêm mạc của chúng ta không sao, tại vì chúng ta có một cái lớp mà gọi là tiết, có một cái lớp nhầy á, nó sẽ ngăn cách cái tế bào, ngăn cách cái niêm mạc dạ dày với cả cái môi trường axit, nên là bình thường thì chúng ta không không cảm thấy gì cả. Nhưng mà tuy nhiên những ai mà bị trào ngược ấy, là khi mà bị cái dịch axit này nó trào lên thực quản thì mọi người sẽ cảm thấy nhận rất là rõ là cái sức nóng ấy. Nó môi trường đấy cực kỳ là rất là axit, rất là mạnh luôn. Cái môi trường axit mạnh này nó có tác dụng miễn dịch, tác dụng bảo vệ cơ thể, bởi vì là bình thường cái môi trường axit nó thấp như thế thì sẽ giúp tiêu diệt bớt những các cái mà vi khuẩn gây bệnh cho cơ thể ấy. Chúng ta ăn uống các thứ mà vẫn còn vi khuẩn á, thì chính là cái môi trường axit trong dạ dày sẽ giúp tiêu diệt bớt những các cái vi khuẩn virus mà xấu gây bệnh. Tiếp theo là hệ vi sinh đường ruột, thì chút nữa em sẽ nói thêm đó. Thế nên là cái đường ruột của chúng ta là có vai trò rất lớn trong cái vấn đề miễn dịch.
Chính vì thế nên là để tăng cường sức miễn dịch thì chúng ta cần hết sức là phải bảo vệ cái chăm sóc cho cái đường ruột của chúng ta. Cái phần mà em nói là cái đường tiêu hóa là phía ngoài cơ thể thì chị em mình có rõ phần này không ạ? Có cần phải nói lại không ạ? Nếu như mà các chị em nào có câu hỏi gì mọi người có thể đánh vào phần chat cho Phương Anh được không ạ? Em không thể hỏi gì chắc là mọi người hiểu hết ha. Mọi người comment là đã hiểu được hết rồi đó Phương Anh. Tiếp theo là em sẽ nói qua cái phần dò dỉ đường ruột leaky gut, và em thấy rất là vui vì có một số chị điền trong form là có quan tâm đến cái leaky gut, hội chứng dò dỉ đường ruột đấy. Thì hồi em học y ấy, em tốt nghiệp y ở năm 2015, năm 2015 thì 2015 thì hồi đó là em không được học, và em không được học về cái leaky gut, hội chứng dò dỉ đường ruột này đâu. Không biết bây giờ thì các em sinh viên y thì có được học không, nhưng mà hồi bọn em là không có được học. Nhưng mà tuy nhiên thì khoảng 6-7 năm trở lại đây á, thì khoa học rất là nghiên cứu rất là nhiều về cái hội hội chứng dò dỉ đường ruột này, và thậm chí là nó còn có liên quan đến rất là nhiều các bệnh tự miễn ấy, các bệnh miễn dịch như là bệnh lupus này, hay là viêm da cơ địa, bệnh tiểu đường tuyếp 1, các bệnh tự miễn. Thì các chị nhìn cái hình vẽ này nha. Sẽ có phần bên bên phải, bên trái. Bên trái là một cái đường ruột bình thường, còn bên phải là một cái đường ruột bị rò rỉ. Các anh chị tưởng tượng là cái phần bên này, cái phần phần mà em đang di chuột này, nó là cái phần mà bên bên trong lòng đường ruột đấy, bên trong lòng đường ruột. Còn đây là cái lớp mà tế bào biểu mô, là cái lớp niêm mạc. Sau đó thì là máu, mạch máu. Đây chính là cái lớp nhầy, các chị có nhớ là vừa xong em mới nhắc tới là lớp nhầy đã giúp bảo vệ cái lớp tế bào biểu mô này khỏi cái tính axit của dạ dày không ạ? Thì đây chính là mucus, là chính là cái lớp nhầy đấy ạ. Thì bình thường á, nếu mà cái đường ruột của chúng ta mà lành lặn không bị rò rỉ á, thì cái hàng rào này chỉ cho phép những các cái mà chất dinh dưỡng mà đã được tiêu hóa thành những cái phân tử rất là nhỏ mà cơ thể có thể hấp thu và sử dụng được đi qua thôi. Đó, và nó sẽ đi vào máu là như thế này đây. Nhưng mà khi mà chúng ta bị rò rỉ đường ruột, có nghĩa là các cái lớp liên kết giữa các cái tế bào biểu mô này nó bị đứt, thì nó sẽ bị hở đúng không ạ? Nó sẽ bị hở, và ngoài những các cái chất chất dinh dưỡng mà bình thường được phép cho vào, thì bây giờ là tất cả những cái gì ở trong đường ruột nó có thể đi vào hết một cách dễ dàng. Nó gồm có chất độc này, nó gồm có virus gây bệnh này, nó gồm có những vi khuẩn xấu này, nó gồm những cái phần thức ăn mà mình chưa được tiêu hóa hết, nó cũng đi vào trong máu. Đó, nó đi vào trong máu và dẫn tới là hệ miễn dịch thì có cái chức năng là khi mà nó phát hiện được cái gì mà lạ trong máu thì nó sẽ liên tục nó tấn công để loại bỏ nó ra ngoài. Thì đó, đây là cái vấn đề hội chứng dò dỉ đường ruột. Thế nên là để mà tăng cái sức đề kháng á, thì phải bảo vệ cái tính toàn vẹn của đường ruột là như vậy. Đường ruột, mục tiêu của chúng ta là cái đường ruột nó phải là như hình bên bên trái. Tiếp theo là hệ vi sinh đường ruột. Nãy là chúng ta nói phần yếu tố nguy cơ ấy, thì các tài liệu có nhắc đến rất là nhiều về cái yếu tố nguy cơ là chúng ta bị mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột đúng không ạ? Thì hệ vi sinh đường ruột là cái gì? Hệ vi sinh đường ruột là những các cái vi sinh vật ở trong đường ruột. Các chị có thấy không ạ? Hệ vi sinh đường ruột thì bao gồm khoảng 100 100 từ này là nghìn tỷ đúng không chị Trang? 100.000 tỷ các cái con vi sinh vật ở trong đường ruột, thì nó bao gồm là gồm có cả vi khuẩn này, cả virus này, cả nấm này, các kiểu. Dân số ở trên toàn thế giới năm 2003 em nhớ là khoảng hơn 8 tỷ đúng không? Thì đây, cái số lượng vi sinh vật ở trong đường ruột chúng ta là khoảng 100.000 tỷ, có nghĩa là rất gấp rất rất nhiều lần dân số trên toàn thế giới. Nên là tưởng tượng là cơ thể của chúng ta là không khác gì một hệ sinh thái luôn, mà ở trên da hay là trong đường ruột là rất nhiều cư dân đang sinh sống, và chính những cái mà
thói quen ăn uống á, hay là cái lối sống của chúng ta ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến các cái bạn cư dân mà sống trên cái hành tinh cơ thể của chúng ta, đúng không ạ? Bởi vì các bạn sống trên cơ thể mình mà, nên là mình sinh hoạt như nào các bạn sẽ bị ảnh hưởng. Các cái vi sinh vật này thì nó sẽ tham gia vào cái việc là bảo vệ, chuyển hóa và cái tham gia vào cái cấu trúc của cái đường ruột của cơ thể vật chủ. Cái hệ vi sinh đường ruột này thì hệ vi sinh đường ruột, và khi mà cân bằng ấy các chị, thì sẽ hệ hệ sinh là sẽ gồm có cả những cái vi khuẩn mà có lợi và có hại. Thì bình thường mà khi mà cái tỷ lệ này nó mức độ cân bằng ấy, như là một một đất nước mà có cái hệ thống mà giống như là một trong một xã hội mà có cả người tốt và người xấu ấy, luôn luôn là như thế, thì nó sẽ cân bằng. Nhưng mà nếu mà đây, nếu mà bình thường là Candida cũng là một cái thành viên bình thường ở trong cái đường ruột đó, nhưng mà nếu mà cái cơ thể vật chủ, cơ thể người mà bị ức chế miễn dịch hay là bị thay đổi cái hệ vi sinh, nhé, thì Candida thì có thể sẽ phát triển quá mức và gây ra những cái gây ra những cái bệnh mà nguy hiểm tính mạng. Hệ vi sinh đường ruột thì bao gồm cả những vi khuẩn lactic, thì đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa cái sự xâm lấn của nấm. Đó. Thế nên là mục tiêu của chúng ta là phải cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột là như vậy ạ. Không để cho cái hệ vi sinh đường ruột nó bị rối loạn. Khi rối loạn thì kiểu như là một đất nước mà cái hệ thống an ninh và quốc phòng nó bị hệ thống an ninh và quốc phòng nó bị rối loạn ấy, thì là những các cái vi sinh vật mà hội sinh ấy, nó sẽ có cái cơ hội để nó phát triển quá mức. Tóm lại thì lợi ích của một cái đường ruột khỏe mạnh và hệ vi sinh cân bằng đó là khi mà chúng ta có một đường ruột tốt hơn, thì cái chức năng có một cái chức năng quan trọng của đường ruột hấp thu, thì chúng ta sẽ hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn, đúng không ạ? Sẽ đào thải estrogen tốt hơn, sẽ giúp hàng rào đường ruột được toàn vẹn, hệ vi sinh đường ruột cân bằng, tiêu diệt những cái vi sinh vật gây bệnh và tăng cường chức năng miễn dịch. Tiếp theo là tại sao lại phải vận động? Thì nghiên cứu rất là nhiều nghiên cứu gần đây thì có gợi ý rằng là tập thể dục ấy ạ, vận động thì sẽ làm tăng những các cái loài vi sinh vật có lợi này, và làm đa dạng, làm tăng cái sự đa dạng vi sinh vật, và giúp 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 cải thiện cái sự giúp cải thiện cái sự phát triển của giảm thiểu cái sự phát triển của những cái vi khuẩn hội sinh, vi khuẩn cơ hội ấy ạ. Tóm lại thì lợi ích của vận động thì sẽ gồm có tăng cường thải độc, tăng cường miễn dịch, giúp giảm căng thẳng và giúp cả kiểm soát đường huyết nữa. Đều là những cái yếu tố nguy cơ mà dẫn đến nấm Candida. Thứ ba là tại sao trong chương trình này chúng em lại quan tâm đến quản lý căng thẳng ạ? Tại vì có một cái nghiên cứu thì tác giả có nói là cái tình trạng mà viêm viêm nhiễm cái âm hộ viêm nhiễm Candida âm hộ mãn tính ấy, thì không thể nào mà điều trị hiệu quả được đối với cả cái thuốc kháng nấm bình thường. Mà tác giả thì đề ra một cái giả thuyết rằng giải thích rằng là căng thẳng chính là cái nguyên nhân chính mà gây ra cái tình trạng mà viêm nấm âm hộ. Cũng trong cái bài báo này thì cũng trong cái bài báo này thì tác giả kết luận rằng là căng thẳng là cái nguyên nhân cơ bản để gây ra nấm ở âm hộ, vùng âm hộ. Những cái mà thuốc mà kháng nấm mà điều trị mà như truyền thống ấy thì
chỉ ảnh hưởng, chỉ có tác dụng, chỉ có ảnh hưởng đến 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 triệu chứng của bệnh thôi, chứ không phải là cái nguyên nhân gây ra bệnh. Đó. Khi mà chúng ta mà giảm được căng thẳng á thì sẽ có những lợi ích gì? Thứ nhất là hệ vi sinh đường ruột sẽ được cân bằng, cải thiện tình trạng rò rỉ ruột, giúp cân bằng estrogen và giúp tăng cường hệ miễn dịch. Cái cuối cùng là trong chương trình thì chúng em có đề cập đến cái vấn đề thải độc. Thải độc ở đây là cụ thể là thải độc estrogen đấy, là cái phần mà các chị em có nhớ là yếu tố nguy cơ là nồng độ estrogen trong cơ thể tăng cao đúng không ạ? Thì thải độc ở đây chính là thải độc mà chúng em nhấn mạnh trong chương trình là thải độc estrogen. Thì đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu là cái những cái nguyên nhân mà gây tăng estrogen thì gồm có là mang thai này, sử dụng thuốc, sử dụng nội tiết tránh thai á. Thứ ba là hóa chất. Thứ tư là có gan, có bị giảm chức năng gan. Tại vì sao? Tại vì gan là cái cơ quan mà giúp chuyển hóa estrogen thành cái dạng mà có thể vận chuyển nó ra bên ngoài qua đường tiêu hóa chẳng hạn, qua đường phân chẳng hạn. Thì bây giờ khi mà cái gan của chúng ta bị suy giảm chức năng ấy thì cái cũng ảnh hưởng đến cái chức năng mà chuyển hóa estrogen thành cái dạng mà có thể đào thải được, thì cũng làm gây gây tích lũy estrogen trong cơ thể. Tiếp theo là táo bón. Chính vì táo bón nên là chúng ta không thể đào thải estrogen ra ngoài qua đường phân được đúng không ạ? Thì estrogen cũng lại tích lũy ở trong cơ thể, cũng lại hấp thụ trở lại và cũng lại gây lên tăng estrogen. Tiếp theo nữa là có do rượu và cũng lại căng thẳng. Căng thẳng cũng là nguyên nhân gây tăng estrogen luôn. Sau đây là thông tin chi tiết về chương trình của chúng em. Thì phần này em xin mời chị Đăng Cô Trang Phan tiếp tục ạ. À, chị cảm ơn bác sĩ Phương Anh rất là nhiều. Dạ, trước khi mà đến với cái phần này thì mình xin hỏi là mọi người nghe đến đến đây, bác sĩ Phương Anh trình bày đến đây thì mọi người có câu hỏi gì không ạ? Hoặc là có ai muốn nếu mà mọi người muốn hỏi thì mọi người có thể đánh ở phần chat ở bên dưới để cho Phương Anh nhìn thấy, hoặc là mọi người có thể giơ tay. Phương Anh ơi, em có muốn trả lời những câu hỏi này bây giờ luôn không? Hay là để xíu phần cuối mình sẽ trả lời Cuối sau. trả lời luôn chị. Mình sẽ trả lời luôn. Không ha. Ok. Như vậy thì bây giờ mình sẽ nói sâu về cái chương trình chi tiết của tụi mình như thế nào mọi người nha. À, khi mà mình và Phương Anh ngồi xuống làm việc với nhau á, thì tụi mình hỏi là bây giờ thiết kế một chương trình như thế nào? Nếu mà thiết kế nó nặng về lý thuyết quá thì mọi người sẽ học mà cảm thấy nó rất là mệt, mà nếu mà không có giải thích cụ thể khoa học một cách chi tiết cho mọi người thì mình sẽ không có rõ ràng vì sao mà mình phải làm cái việc này nó giúp cho mình cái việc gì, nó làm sao để nó cải thiện cái sức khỏe cho mình. Thì hai chị em mới ngồi lại và nói chuyện với nhau làm sao mà mình kết hợp cả lý thuyết và thực hành, và cái tiêu chuẩn của tụi mình là làm sao mà thiết kế một cái chương trình nó vừa đầy đủ thông tin khoa học, nó phải có từng bước một dễ làm và dễ thực hiện, mà mọi người ở bất kỳ nơi nào mọi người cũng có thể thực hiện được. Đó, thì đó là những cái tiêu chuẩn mà tụi mình đưa ra. Thì dựa trên những cái tiêu chuẩn đó thì tụi mình thiết kế một cái chương trình là 4 tuần. Và 4 tuần, Phương Anh có thể show dùm cái slide cho chị luôn được không? Thì chương trình của tụi mình là 4 tuần và bao gồm có 16 cái bài học mọi người ha. À, và trong quá trình mà mọi người học 4 tuần á, thì tụi mình sẽ học online, bao gồm những cái bài học thu sẵn. Mỗi tuần thì sẽ có 4 bài học thu sẵn. Và ngoài ra thì tụi mình còn có 3 buổi live coaching trực tiếp. Thì trong cái quá trình mà mọi người học và thực hành, nếu như mà mọi người có bất kỳ câu hỏi nào thì mọi người có thể đến cái buổi live coaching trực tiếp để có thể
tham khảo ý kiến của bác sĩ Phương Anh. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào từng tuần chi tiết, nội dung của từng tuần chi tiết như thế nào ha. Tuần thứ nhất thì tụi mình sẽ cho chị qua cái slide tiếp theo được không em? À, ok, cảm ơn em. Tuần thứ nhất thì tụi mình sẽ tập trung vào chăm sóc đường ruột và cân bằng hệ vi sinh đường ruột. À, thì tụi mình dựa trên bốn cái bước mà functional medicine, tức là khoa học toàn diện á, họ đề ra để mà cải thiện cái leaky gut. Đó là thứ nhất là cái bước loại bỏ. Thì tụi mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là mình cần phải loại bỏ những cái thứ gì trong đồ ăn thức uống của mình này, rồi trong những cái sản phẩm mà mình chăm sóc cơ thể này, rồi trong những cái sản phẩm mà mình sử dụng trong gia đình của mình, thì mình cần phải biết đọc nhãn sản phẩm, rồi biết đọc những cái tên hóa chất như thế nào. Tụi mình sẽ có một cái danh sách rất là cụ thể về chi tiết để cho mọi người có thể cầm cái danh sách đó ra và mọi người đi xung quanh nhà của mình đọc từng cái sản phẩm để mọi người tìm ra cái sản phẩm nào là cái sản phẩm có thể gây hại cho sức khỏe của mọi người, và biết cách có những cái tiêu chuẩn để mình lựa chọn những cái sản phẩm nào mà nó tốt cho sức khỏe của mình. Rồi tiếp theo là sẽ đến cái bước là thay thế. Thì sau khi mà mình đã loại bỏ hết những cái thức ăn gây hại thì mình phải thay thế vào bằng những cái thức ăn mà nó tốt cho cơ thể và nó nuôi dưỡng cơ thể, nó nuôi dưỡng cái đường ruột của mình và nó nuôi dưỡng cái hệ vi sinh đường ruột của mình, phải không ạ? Thì tụi mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là rất là chi tiết, là ví dụ như là với nhóm thực phẩm là nhóm đạm đi, thì mình sẽ cần tập trung vào những cái loại thực phẩm nào là tốt này, rồi với đường bột thì sẽ chọn như thế nào, với chất béo thì sẽ chọn như thế nào, rồi làm sao mà mình có thể cân bằng được cái tỷ lệ omega 3 và omega 6 như thế nào, rồi nước uống thì mình phải chú ý những cái điểm gì, rồi đặc biệt là mình sẽ có những cái công thức mà giúp cho mọi người bổ trợ lại cái enzyme cho mọi người, mà những công thức hoàn toàn tự nhiên. Rồi làm sao mà mình bổ sung được những cái chất chống oxy hóa, bổ sung chất xơ như thế nào, và cả những cái loại mà herbs, những cái loại mà thảo mộc dễ tìm và có sẵn ở cái vùng địa phương của mình như thế nào, và mình sử dụng như thế nào để mà mình có thể kháng nấm một cách tự nhiên chứ mình không có phụ thuộc vào thuốc. Đó là cái bài số 2 ha. Và bài số 3 thì nếu như mà các chị em nào mà muốn là bây giờ cái tình trạng của mình nó khá là nặng và mình cần phải bổ sung, thì mình sẽ nên bổ sung những cái loại nào, và ví dụ như là lợi khuẩn hoặc là enzyme thì nên có những cái tiêu chuẩn chọn ra sao và nên sử dụng những cái thương hiệu nào là tốt nhất. Và toàn bộ thì mình sẽ đều có những cái danh sách cụ thể để giúp cho mọi người cái việc đó. Sang tuần số 2 thì sẽ là tuần về vận động. Thì đầu tiên thì bác sĩ Phương Anh cũng sẽ giúp cho mọi người hiểu là vì sao mà vận động nó liên quan đến nấm, và nếu mà mình làm tốt cái việc vận động đó, thì nó sẽ cải thiện như thế nào. Và cái điều quan trọng đó là khi mà mọi người nghĩ tới cái chuyện vận động thì mọi người chỉ nghĩ là ok, tôi có vận động như vậy là được rồi, phải không? Nhưng mà thực ra nó chưa có đủ. Mình cần phải biết được rằng là vận động bao nhiêu là đủ, và có những cái hình thức vận động nào khác nhau, và mình phải chọn được đúng cái hình thức vận động mà nó phù hợp với cơ thể của mình. Thì tụi mình không phải là cái người huấn luyện viên hướng dẫn vận động, nhưng mà tụi mình sẽ hướng dẫn cho mọi người những cái hình thức vận động, sẽ gửi cho mọi người những cái video vận động đặc biệt dành cho phái nữ, rất là phù hợp cho phái nữ. Sang tuần số 3 thì tụi mình sẽ tác động đến cái việc là làm giúp cho mọi người giảm căng thẳng hoặc là giải phóng căng thẳng. Sẽ có những cái bài tập thở để giúp cho mọi người ngay lập tức có thể thoát khỏi cái tình trạng căng thẳng. Nếu như mà hiện tại mình cái tăng căng thẳng của mình nó lên cao thì mình sẽ xử lý nó như thế nào, bằng những cái kỹ thuật thở này, rồi bằng những cái kỹ thuật tapping, mình xả cái cảm xúc của mình ra như thế nào, rồi trước khi đi ngủ thì mình có thể làm gì để mình có thể ngủ ngon và không có bị mất ngủ ha. Và ngoài ra thì mình còn có một cái bài hướng dẫn về giúp cho mọi người nâng cái tần số của mọi người lên. Cái này nó không có liên quan gì đến tôn giáo hoặc là tâm linh gì hết, nó chỉ đơn thuần là khi mà mình sống trong môi trường của mình á, có những cái sóng, có những cái tần sóng mà mình không có thấy được nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm trí của mình. Và nếu mà mình sống trong cái môi trường căng thẳng, rồi cái môi trường xung quanh nó bất ổn, thì nó sẽ tác động làm cho cái tần số của mình nó hạ rất là thấp. Thì mình cần phải làm như thế nào để mình có thể thoát khỏi cái tần số thấp đó đi, và mình có thể nâng cái tần số của mình nó lên,
thì sau khi các bạn làm việc đó xong thì mọi người sẽ cảm thấy cái tâm trí của mình nó rất là dễ chịu và rất là thư thái. Và đến tuần số 4 thì tụi mình sẽ bắt đầu tập trung vào thải độc. Vì sao mà cái việc thải độc mình phải để ở cái tuần số 4 đó là như thế này. Thông thường mọi người nghe đến cái chữ thải độc là phải uống cái gì đó vào đúng không? Hoặc là qua một cái kỳ gì như là 20 ngày hoặc là 30 ngày ăn kiêng rất là khắc nghiệt để thải độc. Thì cả mình và Phương Anh thì đều không đồng tình với cái cách thải độc như vậy. Mình nghĩ là cái cách thải độc như vậy là nó quá là khắc nghiệt và hà khắc đối với cơ thể của con người. Mà đặc biệt là cái cơ thể của chúng ta hiện tại đã chịu khá là nhiều stress từ môi trường rồi này kia rồi. Và bây giờ mình làm một cái quy trình thải độc nó hà khắc như vậy thì nhiều khi là nó sẽ có tác dụng ngược. Cho nên cái việc thải độc mình cần phải đi từ từ và phải đi đúng khoa học. Thì tụi mình sẽ hướng dẫn cho mọi người và hiểu được, giúp cho mọi người hiểu được là cái cơ chế thải độc của cơ thể là như thế nào. Khi mà mọi người nắm được cái cơ chế rồi thì mình làm cái việc gì nó cũng sẽ thông suốt và mọi người sẽ không bao giờ bị ai đó ở ngoài kia mà có thể thuyết phục được là uống cái này hay uống cái kia thì sẽ vào thải độc cho mình cả. Bởi vì mình hiểu cái cơ chế rồi thì đầu tiên phải hiểu cái cơ chế và sau đó thì sẽ được hướng dẫn về những cái công thức như là giúp khỏi táo bón này, hoặc là những cái công thức smoothie xanh, rồi những công thức nước ép và trà thảo mộc để giúp cho mọi cái cơ thể của mình nó thải độc một cách nhẹ nhàng. Cái cơ thể của mình nó không phải là một cái cỗ máy cứng nhắc mọi người ạ, cho nên là không thể nào thải độc theo cái kiểu là thục tháo rồi là uống vào để nó xả ra liên tục, thì mình sẽ không sử dụng cái phương pháp thải độc như vậy. Và đó là 4 tuần mà nếu mà các bạn tham gia vào lớp thì sẽ được hướng dẫn và đồng hành như vậy. Dạ, có ai dạ em trình bày như vậy có rõ ràng chưa ạ? À? Có dễ hiểu cho mọi người không? Hay là như thế nào ạ? À? Nếu mà dễ hiểu thì mọi người có thể comment số 1 giúp em nhé. Và nếu mà các anh các chị nào mà có câu hỏi thì mọi người có thể bình luận ạ. À? Phương Anh có nói gì thêm về cái phần này không em? Em không ạ, em nghĩ cho nó là nó rõ rồi. Chương trình này là tụi mình kết hợp cả lý thuyết và thực hành chung với nhau. Các bạn Giang giơ tay hỏi thì mình sẽ ưu tiên cho bạn trước nha. Xong rồi chút nữa mình sẽ tổng hợp hết những cái câu hỏi mà mọi người đánh vào phần chat và mình sẽ nhờ Phương Anh trả lời cho mọi người. Chị mời Giang nhé. Xin chào tất cả các anh chị em trong trong buổi Zoom hôm nay ạ. Em xin có một câu hỏi là những cái khung chương trình em thấy nó cũng rất là hợp lý, rất là hay, rất là nhưng mà cũng chắc là cũng phải tùy vào cái cơ thể của mỗi người chứ đúng không? Thế thì khi mà trước khi mà bước vào một cái chương trình như thế này thì liệu là có một cái đúng là cái chẩn đoán hoặc là cái khám sơ bộ nào để biết là cơ thể mỗi người nó sẽ ở trong cái tình trạng như thế nào để mà mình gia giảm những cái phương pháp ở đây để nó phù hợp với cơ thể mỗi người không, hay là hay là ai cũng đều áp dụng chung như vậy cả. Mình xin hết. Chị cảm ơn Giang rất là nhiều. Câu hỏi rất là hay ha. Phương Anh có muốn trả lời cho Giang luôn bây giờ không? Dạ, cái nội dung cái câu hỏi này nó cũng tương tự một cái câu hỏi mà tí nữa là mình sẽ giải đáp những thắc mắc ấy. Thì để tí nữa em sẽ trả lời câu hỏi này luôn. Ok. Hay là bây giờ Tí nữa mình qua câu hỏi cái này phần câu hỏi đi Phương Anh ha. Em show luôn nào. cái hai câu hỏi luôn. Rồi mấy cái câu hỏi ở trong phần chat này thì chị sẽ tổng hợp lại và chị sẽ đọc ở phần cuối nha. Dạ. Nếu mà các chị em mà không có thắc mắc gì về cái phần nội dung chương trình này nữa thì em sẽ chuyển qua phần giải đáp thắc mắc ạ. Bọn em cũng nhận được trong form đăng ký cũng nhiều câu hỏi á, nhưng mà xin lựa chọn những cái câu hỏi mà chắc là nhiều người quan tâm. Còn những câu hỏi nào mà các chị em vẫn còn thì các chị em có thể gửi tiếp vào cái mục nhóm Zalo á, thì là tụi em sẽ giải đáp thêm ạ.
Thứ nhất là mang thai có tham gia cái chương trình này được không, thì cái mang thai giống như là cái câu hỏi mà chị Giang có vừa hỏi đấy ạ. Thì là khi mà bọn em định làm chương trình á, thì ban đầu bọn em cũng rất là mong là chỉ có là chương trình chỉ dành riêng cho Canada thôi, và những các nhưng mà rất là khó, trên thực tế rất là khó, là chỉ có Canada mà hầu như là ai cũng sẽ có một cái vấn đề nào đó với sức khỏe, đúng không ạ? Tại vì nếu mà thực sự các vấn đề không khó thì mọi người đã khỏe mạnh hết rồi, mọi người sẽ không không có vấn đề, bởi Candida nó chỉ là một cái biểu hiện là bên trong chúng ta là có một cái vấn đề, có một yếu tố nguy cơ gì đó. Các chị em mà tham gia từ đầu đều hiểu điều đó đúng không? Có thể là do vấn đề về nội tiết của chúng ta, có thể là do căng thẳng, có thể là do đường ruột, hoặc là có thể về do vận động. Đó là một trong những cái nguyên nhân của nó, và Candida chỉ là cái biểu hiện bên ngoài thôi. Vấn đề là bên trong chúng ta là có một vấn đề gì đó. Thì đó, nên là rất là khó để là làm cái chương trình nào mà đáp ứng cho một cái nhóm đối tượng nào đó cụ thể, tại vì hầu như là ai cũng sẽ có một cái vấn đề gì đó đi kèm á. Có thể người này thì đã mang thai một ví dụ này, có thể người khác cũng có một vừa rồi có một cái vấn đề khác về tiêu hóa. Thì cái chương trình của chúng em á, thì hoàn toàn là như như các chị em cũng thấy là chỉ có sử dụng dinh dưỡng và lối sống thôi. Chúng em thậm chí là phần thải độc cũng rất là khoa học, không có là thục tháo hay là cái gì cả, không có cái gì xâm lấn cả, chỉ hoàn toàn là kiến thức về dinh dưỡng và lối sống thôi. Nhưng mà tuy nhiên á, thì cái dinh dưỡng là nó có một cái vấn đề là dinh dưỡng nó có thể là gây bệnh, thì nó cũng có thể dinh dưỡng vừa có mình dùng đúng thì có thể chữa bệnh, mà mình dùng chưa đúng thì có thể là gây bệnh lắm. Thì đối với những đối tượng mang thai á, thì em để ví dụ nha, ví dụ như là người bình thường á, thì mình người bình thường thì dùng dùng dứa đi, dứa dứa loại trái cây mà trái thơm đấy, thì nó sẽ có những cái enzyme mình giúp tiêu hóa, hỗ trợ quá trình tiêu hóa rất là tốt. Nhưng mà đối với những người mà phụ nữ mà mang thai á, thì trong dứa thì đã có cái chất mà nó gây co bóp tử cung á, thì là mình không nên sử dụng. Thì em nói vậy là để là cái nội dung chương trình này thì nó rất là cần thiết. Ví dụ anh những cái kiến thức mà rò rỉ đường ruột hay cân bằng hệ vi sinh, thì nếu mà mình có mang thai mà mình áp dụng được thì nó sẽ là càng tốt cho mình, tốt cho sức khỏe của mình, và tốt hơn cho cả cái em bé trong bụng mình nữa. Mình sẽ biết những cái thức ăn hay là những cái yếu tố gì nó ảnh hưởng đến cái rò rỉ ruột này, hay là ảnh hưởng đến cân bằng hệ vi sinh này, thì mình sẽ biết tránh nó ra. Nhưng mà tuy nhiên thì tùy theo cái tình trạng sức khỏe, vấn đề sức khỏe đặc biệt riêng của mình nữa, mà mình cần phải kết hợp lại để mình còn loại trừ thêm. Ví dụ như là trong trường hợp này dừng Mạng của bên Phương Anh hơi bị lát rồi. Hơi bị giật giật rồi. Mọi người chờ một chút xíu để cho bác sĩ Phương Anh vào cho nhé. nó đảm bảo, mục đích là đảm bảo an toàn nhất cho tất cả mọi người. Mọi người đợi một chút xíu để cho bác sĩ Phương Anh vào lại ha. Thì trong quá trình mà chờ Phương Anh thì mình có thể tổng hợp cái câu trả lời của Phương Anh là như thế này. À, Phương Anh vào lại rồi. Bị ao mạng đúng không? Em chưa có bật mic. À, một mình em bị ao ra rồi, em tự cho tự nhiên em thấy mạng em cũng đang ổn định mà, em đang nói đâu rồi chị sao? Ừ. Nói tới cái chỗ mà ăn dứa xong rồi nó bị ngừng. Em nói đến giữa 2 lần không biết là giữa lần 1 hay lần 2 nữa. À, em thế em nói lại luôn nha. Ví dụ như là trong chương trình thì là nếu mà một người có đường tiêu hóa khỏe mạnh á, thì dùng dứa dùng thì ăn dứa rất là tốt, bởi vì trong dứa nó có cái enzyme mà giúp mình tiêu hóa thức ăn tốt đó mọi người. Nhưng mà dứa đối với mang thai thì nó lại gây có tác dụng là gây co bóp tử cung, nên là những người phụ nữ mang thai thì không được khuyến khích là sử dụng không sử không nên không nên ăn dứa nhiều á. Chính vì thế nên là mình một phần kiến thức mình học
chính chính vì thế nên là mới phải học á mọi người. Mình kiến thức của cái chương trình này mình áp dụng với cả cái vấn đề sức khỏe riêng của mỗi người và cái tình trạng sức khỏe riêng của mỗi người để chúng ta tìm được cái thức ăn mà phù hợp nhất chúng ta. Thế nên mình nói là thức ăn dành cho người này thì có thể là rất độc cho người khác. Thế nên là mang cái tính cá nhân hóa rất là cao. Còn đâu nội dung trong chương trình này thì chúng em không 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 không, không hướng dẫn mọi người là biện pháp gì hay là cái gì nó xâm lấn hay là nó nguy hiểm cả, hoàn toàn là dinh dưỡng thôi. Cái dinh dưỡng làm thế nào mà chúng ta dinh dưỡng một lối sống như thế nào để cái đường ruột nó không bị rò rỉ này, để chăm sóc đường ruột này, hay là để cân bằng hệ vi sinh, nó rất là lành mạnh thôi ấy. Chỉ có chú ý một số điều là có một số loại thức ăn mà là mình có vấn đề của mình không phù hợp thì mình nên loại bỏ thêm nó ra nữa. Ngoài ra thì không có vấn đề gì ạ, tham gia được hết. Chị cảm ơn Phương Anh nhé. Và là tức là cái chương trình của tụi mình á thì Cái này đã rõ hả? nó khá là nhẹ nhàng, nó khá là nhẹ nhàng cho nên là đa phần là sẽ áp dụng được hết. Nhưng mà nếu mà các anh chị và các bạn nào mà khi trong quá trình áp dụng á mà mình có thêm một cái bệnh gì đó hoặc là mình đang uống thuốc theo toa thì trong mình có thể nhắn tin riêng cho mình hoặc là cho Phương Anh nếu cần cái lời khuyên thêm để tụi mình có thể điều chỉnh cho mọi người một chút, chứ không bao giờ có một cái chế độ ăn nào mà nó phù hợp hết cho tất cả mọi người. Nhưng mà mọi người yên tâm là trong quá trình mà tụi mình hướng dẫn á, thì tụi mình sẽ đều hướng dẫn cho mọi người cái cách làm sao mà mình biết cái gì là phù hợp cho bản thân của mình. Sẽ có tiếp theo nha. Triệu chứng thế nào là để biết là có nhiễm Candida? Nếu liệt kê ra các triệu chứng thì mình có phải có hết các biểu hiện như liệt kê thì mới là nhiễm hay là chỉ cần vài triệu chứng thôi là đã rõ mình Candida rồi? Làm sao để mình tự biết là mình đang bị nặng hay nhẹ hay là phải đi khám thì mới rõ ràng được và làm sao để phòng tránh? Thì trừ cái câu hỏi là làm sao để phòng tránh thì trong chương trình này là mình đã giải thích rồi đúng không ạ? Làm sao để phòng tránh là mình giảm thiểu tối đa các cái yếu tố nguy cơ gây bệnh là các cách phòng tránh tốt nhất ạ. Còn triệu chứng như thế nào thì trong cái slide này, trong trong mấy cái slide đầu á thì em có để tài liệu rồi đấy ạ. Thì chút nữa em sẽ gửi cái slide này vào trong nhóm Zalo thì các chị em sẽ có thể đọc kỹ hơn á. Nhưng mà tóm lại thì em không khuyến khích mọi người là tự 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 chẩn đoán bệnh đâu, tại vì là cái chẩn đoán xác định bệnh á, chẩn đoán xác định thì cần có bác sĩ chuyên khoa. Đầu tiên là họ sẽ khám, họ sẽ nhìn cái tổn thương ấy, họ sẽ định hướng là mình có bị nấm hay không. Sau đó thì họ sẽ cho mình xét nghiệm, thứ nhất là có soi này, có soi hoặc có nuôi cấy để biết chính xác là có phải nấm hay không. Thì đó, có nghĩa là phần điều trị là phải cần đến bác sĩ mọi người ạ. Thế mọi người không nên là tự 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 tự, tự chẩn đoán bệnh. Còn làm sao để biết là mình có bị nặng hay nhẹ thì là nấm Candida nó có một cái loại là nấm nấm xâm lấn, tức là nấm còn nấm ở trong máu hoặc là trong các cái cơ quan nội tạng mà nãy em vừa nói là gồm có ở trong thận, gan hay là não, đó là những cái đối tượng mà rất là có cái hệ miễn dịch rất là suy yếu ấy, họ 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 điều trị ở trong cái trung tâm mà hồi sức tích cực nhiều lần này, họ có hệ miễn dịch suy yếu này, ví dụ như là hóa trị ung thư này, những người mà có thay ghép tạng này, những người mà có phẫu thuật, những người mà sử dụng rất nhiều kháng sinh, những người mà có suy thận này. Đó. Thì là đây là những cái yếu tố nguy cơ của cái nhóm mà bị nhiễm Candida xâm lấn là Candida nặng đấy. Candida trong chương trình này thì chúng mình không 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 đề cập đến cái nhóm này, tại vì nhóm này là thường là rất là nặng rồi. Cái vấn đề sức khỏe của họ ấy là hệ miễn dịch rất là suy yếu. Thì làm sao để biết là mình có mức độ nặng hay nhẹ thì là thứ nhất là mình có thuộc cái nhóm yếu tố nguy cơ này hay không, thứ hai là mình
cái biểu hiện nấm, cái biểu hiện bị bệnh của mình ấy, nó có biểu hiện toàn thân hay không, hay là nó chỉ là cái biểu hiện là khu trú ở vùng miệng hay là vùng âm đạo hay không. Thế nên là vẫn là để cho yên tâm á, thì mình vẫn cứ nên đi đi khám, thì bác sĩ sẽ rà soát cái vấn đề đó cho mình đó. Đó, còn làm sao để phòng tránh thì là nếu mà nghe từ đầu đến giờ thì cũng đã biết biết câu trả lời đúng không ạ? Câu hỏi tiếp theo là, tức là thứ ba, đã điều trị nấm Candida nhiều năm bằng đường uống, cả hai vợ chồng cùng có fluconazole, itraconazole, thuốc bôi và đặt, bổ sung lợi khuẩn, tiêu trùng đồ lót, phơi quần áo ngoài nắng nhưng vẫn hay bị tái phát, có phải là do chế độ ăn uống chưa kiêng tuyệt đối đường, tinh bột, đồ chiên xào, thịt, công việc stress, hệ miễn dịch suy yếu sau khi điều trị? Đây là xạ trị hay hóa trị đấy đúng không? Trong đến bệnh tuyến giáp đúng không? Thì câu này thì là có, em thấy là có bổ sung lợi khuẩn, nhưng mà em cũng xin được lưu ý là lợi khuẩn thì ở trên thị trường thì có rất là nhiều loại á, thì có rất là nhiều loại các chị em ạ, người ta khuẩn đấy nó không tồn tại được trong cái môi trường axit dạ dày á, nên là nó, thứ nhất là nó không chất lượng, thứ hai là cái đầu tiên là lựa chọn lợi khuẩn, thứ nhất là phải là nó phải tồn tại được trong cái môi trường, nó phải đi qua được cái môi trường axit dạ dày đã, bởi vì cái môi trường axit nó độ pH nó rất là thấp ấy, nên là nếu mà lợi khuẩn mà không đi qua cái môi trường đó thì là nó đi đến đấy đã tiêu diệt hết thì nó không có tác dụng nữa rồi. Cái thứ hai là cái lợi khuẩn mà mình lựa chọn cho cái nấm âm đạo thì là phải là cái loại mà đã được nghiên cứu ấy, nghiên cứu và nghiên cứu mà nó có hiệu quả trong, tại vì lợi khuẩn nó rất là nhiều loại và mỗi mỗi cái lợi khuẩn thì nó sẽ có những các cái lợi ích khác nhau. Có những cái nhóm lợi khuẩn thì lại dành cho cái bệnh về về bệnh lý về tâm thần á, có những cái thì lại tốt cho táo bón, có những cái thì lại hiệu quả trong cái điều trị nấm, thế là mình mới lựa chọn lợi khuẩn. Cái điều lưu ý tiếp theo khi sử dụng lợi khuẩn là chúng, bởi vì lợi khuẩn nó là các cái vi sinh vật sống, nó có lợn nhưng mà nó là các vi sinh vật sống á, thì vi sinh vật thì cũng giống như là con người á, là cần phải có thức ăn, thì đầu tiên là khi chúng ta có bổ sung lợi khuẩn thì chúng ta vẫn phải cung cấp cả cái thức ăn cho lợi khuẩn nữa, và thức ăn đó là gì thì trong chương trình này chúng em sẽ hướng dẫn. Chứ nếu mà mình bổ sung lợi khuẩn không mà mình không có thức ăn cho nó thì nó cũng không sống được. Đó. Còn có phải là do chế độ ăn uống chưa kiêng đường tinh bột? Thực ra là chế độ tinh bột thì mình không không loại bỏ hoàn toàn đâu bạn, mình vẫn sử dụng tinh bột, nhưng mà mình sẽ sử dụng cái loại nào để cái đường đường máu của mình nó không bị tăng. Mình sẽ kiểm soát đường huyết tốt và chúng ta vẫn phải cần cần vẫn là cần tinh bột chứ ạ, không phải kiêng tuyệt đối đường và tinh bột được. Đồ chiên xào và thịt thì nó là cái nhóm là gây viêm á, thì là cần loại bỏ, là cũng là thì cần phải hạn chế. Còn công việc stress thì đúng là nó yếu tố nguy cơ rất là lớn luôn đấy, thậm chí là vừa nãy là có một cái bài báo mà em đã dẫn chứng đấy, thậm chí là có những tác giả nói là stress nó là nguyên nhân chính mà gây lên cái bệnh bệnh nấm luôn, nó làm suy giảm miễn dịch, stress ảnh hưởng rất là nhiều vấn đề, stress có thể làm tăng nội tiết luôn, có thể làm chúng ta làm rò rỉ ruột, làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cái rất là nhiều vấn đề luôn ạ. Hệ miễn dịch suy yếu thì đúng rồi, thì nó cũng một phần, nhưng mà chị đừng quá lo lắng ấy, tại vì là không phải là mình cứ bị một yếu tố nguy cơ là mình bị bệnh nấm đâu, mà theo như em quan sát từ bản thân em ấy, thì em thấy là phải phải có vài yếu tố thì mới là gây bệnh được cơ. Ví dụ như là khi mà em mang thai bé đầu á thì em có bị nấm âm đạo, nhưng mà đến khi em mang thai bé thứ hai thì em không bị, mặc dù là mang thai là một yếu tố nguy cơ bởi vì nó có tăng tăng nội tiết estrogen mà, nên là nó phải kết hợp vài thứ thì nó mới bị, nên là những cái vấn đề mà mình không thể thay đổi được thì mình thì thôi, có những vấn đề mà mình có thể thay đổi được như là vấn đề về về vận động, hay là về quản lý stress, hay là cái vấn đề mà dinh dưỡng hay là lối sống mình có thể cải thiện được thì mình sẽ cải thiện, thì cái thể trạng mình nó sẽ nâng cái thể trạng mình lên và mình sẽ giảm cái nguy cơ bị nấm hơn. Còn những cái phần mà mình đã phải điều trị hóa chất thì cái đấy mình không thay đổi được thì thôi, mình sẽ cải thiện các cái vấn đề khác nhé. Vâng. Các yếu tố nguy khác mình sẽ kéo các cái khác nó lên. Câu hỏi
Câu hỏi thứ tư là những phụ nữ đã phẫu thuật tử cung buồng trứng thì còn có bị nấm không? Câu này thì em hiểu là chắc là ý chị đang muốn hỏi là phẫu thuật tử cung buồng trứng thì nó có ảnh hưởng nội tiết đấy đúng không? Thì nội tiết cũng là một cái nhóm yếu tố nguy cơ thôi, và nếu mà mình đã có một cái vấn đề về 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 cái này mà mình cũng không thể thay đổi được á, thì mình vẫn cố gắng cải thiện những các cái yếu tố còn lại, mình nâng các yếu tố còn lại của mình lên thì sẽ có một câu nói mà em thấy rất là hay, đó là cái gì mà mình không thay đổi được thì thôi, còn đâu những cái gì mà mình thay đổi được mình cố gắng làm tốt nhất có thể á, thì sức khỏe tổng thể của mình chắc chắn sẽ đi lên. Đã. Đấy, em chỉ em ban đầu là em sợ là mình không đủ thời gian ấy, nên em chỉ liệt kê bốn cái câu hỏi mà em nghĩ là nhiều người băn khoăn nhất ở đây. Còn bây giờ thì nếu mà còn thời gian thì chúng mình sẽ cùng cùng giải đáp thêm các câu hỏi ở trong mục chat nhé. Cảm ơn bác sĩ Phương Anh rất là nhiều ha. Dạ, mình đầu tiên là những cái câu trả lời của bác sĩ Phương Anh thì mọi người có thấy dễ hiểu và rõ không ạ? À? Mọi người có còn thắc mắc gì về những cái câu trả lời này nữa không ạ? Nếu mà mọi người hiểu rồi thì mọi người có thể bình luận số 1 được không ạ? Dạ, em cảm ơn mọi người ạ. À, có một câu hỏi là khóa này có thể dành cho trẻ em được hay không? Có coaching có sử dụng cho trẻ em được không nhỉ? Bé nhà mình bị bong da tay. Thì Phương Anh thấy như thế nào em? Bản thân em thì là em thấy là không có trẻ con không vấn đề gì cả, bởi vì bản thân em nuôi con ấy thì em cũng áp dụng những các cái kiến thức như thế này cho con của em ấy, những cái gì mà nên và những cái gì không nên ăn hay là cái lối sống như thế nào ấy thì em cũng áp dụng cho con em, kể cả đứa mới sinh em áp dụng luôn. Chị Trang thấy thế con này. Chị cũng Nói thấy chung là bọn em thì thấy là những kiến thức này nó rất là cần thiết cho tất cả mọi người. là như Mọi người thấy không? Nó chỉ là chăm sóc đường ruột của chúng ta, bởi vì ruột chúng ta là có vai trò rất lớn trong cái cả cái vấn đề về đường tiêu hóa nói riêng và cả cái sức khỏe tổng thể nói chung, nó có vai trò miễn dịch rất là lớn. Rồi thứ hai là những cái vấn đề mà quản lý căng thẳng hay là vận động hay là thải độc thì nó đều rất là rất là cơ bản ấy. Nó không có cái gì là nguy hiểm hay là gì nó xâm lấn hay cái gì cả, không có cái gì cả. tất nhiên là cái khó của tụi mình thì các bé thì không thể học, nhưng mà các mẹ hoặc là các bố mẹ thì có thể học và áp dụng kiến thức để nuôi con mình. Và đặc biệt là nếu mà các anh chị nào mà quan sát cái lưỡi của con mình á, nếu mà nó có cái nhiều cái phần trắng là trắng hơi vàng nó bao quanh cái lưỡi của con mình thì mình rất nên học đấy ạ. Còn nếu mà mình chưa có nhưng chưa bị gì hết nhưng mà mình học sẵn để mình biết thì rất là tốt. À đấy, chị Trang vừa nhắc đến cái kiểu mà con một lưỡi trắng ấy, thì thằng thằng bé nhà em, chị Trang còn nhớ hôm trước em hỏi chị Trang là đấy, thằng bé nhà em đó là cái lưỡi của nó bị trắng á, mà thằng bé nhà em thì từ nhỏ là em đã rất là để ý đến cân bằng hệ sinh đường ruột các thứ ấy, không ăn những các cái mà nó ảnh hưởng, đó là gây rò rỉ đường ruột hay là ảnh hưởng đến hệ vi sinh. Bởi vì trẻ con đó mọi người, trẻ con thì người lớn thì có căng thẳng nhá, nhưng mà trẻ con thì gần như là không có. Thế nên là những vấn đề của trẻ con thì hầu như là chỉ là do ăn uống thôi. Vì trẻ con nó đâu có căng thẳng như là người lớn đâu. Thì là bé nhà em lưỡi nó rất bị trắng. Thì em cũng, khi mà nói chuyện chị Trang thì là em còn nói là thằng bé nhà em thậm chí nó còn kiểu đợt này nó cũng bị ho, nên là bà có hấp cái lá hẹ với cả đường phèn. Thì chị Trang mới nói với em là ôi cái đường phèn ở Việt Nam nó là không phải là kiểu đường phèn thật đâu, rất là nhiều hàng giả, cũng như là người ta từ cái đường tinh luyện người ta làm từ đường thành đường phèn đấy ạ. Thì đúng là em bỏ cái đường phèn, không hấp chung với cả lá hẹ với đường phèn nữa là con em hết hẳn nấm luôn, à hết hẳn trắng lưỡi luôn, nó loại nấm đen gì đó đấy, Tức là mình hết luôn á chị Trang. thế à,
hết rất là nhanh đúng không? Vâng. Mình nghe công thức của ông Dạ. bà ngày xưa là hấp đường phèn với lá hẹ, nhưng mà mình quên mất là cái đường phèn bây giờ nó không có giống như ngày xưa. Nó là đường Dạ. Đường về đường là tinh chắc luyện. là làm được được tinh luyện á. Mình nghe rất là Chị nhiều hơi bài giờ lưỡi không hào rồi. chuẩn. Cái đường tinh luyện của mọi người xong rồi người ta sẽ nấu lên, người ta để cọng chỉ chính giữa, xong nó đóng thành cục thì người ta lại cho thành thành đường phèn. À, thì thực ra cái đường phèn đó nó cũng là đường tinh luyện, cho nên nó rất là không 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 có tốt cho sức khỏe, sẽ gây nóng. Dạ, rồi có câu hỏi gì nữa nè. Em được biết nấm Candida có mối quan hệ với hệ miễn dịch, việc tiêm vaccine COVID ảnh hưởng như thế nào đến hệ miễn dịch và nấm Candida? À, cái câu này rất là khó trả lời ở đây. Thực ra nếu mà ai hỏi mình đến cái việc tiêm vaccine đó thì thực sự mình không có dám trả lời. Tiêm vaccine là lựa chọn riêng của từng cá nhân. Nhưng mà nó có ảnh hưởng thì nó là có ảnh hưởng hay không thì chắc là có, Phương Anh ha. Thì thực ra là vaccine thì nó cũng sẽ có những cái tác dụng phụ, bởi vì trong các vaccine thì ngoài cái tác dụng chính thì nó vẫn phải có cái chất bảo quản đấy ạ. Thì em nghĩ là nó cũng sẽ có tác dụng phụ chứ. Bằng chứng là nhiều người là cũng có cái phản ứng ngay sau khi mà bị tiêm mà. Nhưng mà vấn đề là vẫn là những cái mà nó đã xảy ra rồi thì mình không thay đổi được ấy. Thì bây giờ mình vẫn tập trung những cái mình có thể thay đổi. Vẫn là thay vì cái tìm cái sự giải thoát à nhầm. Thay vì tìm cái sự giải quyết từ bên ngoài thì chúng ta tìm cái sự giải quyết từ nâng cái thể trạng của chính cơ thể của chúng ta lên, để chúng ta lại khỏi phải dùng thuốc kháng nấm hay kháng, bởi vì là sẽ không bao giờ có thể diệt được, không bao giờ diệt được tất cả những các cái vi khuẩn hay virus có hại trên cái thế giới này, sẽ không bao giờ như thế nữa cả. Vaccine sẽ mỗi năm là mỗi mỗi sẽ có những các cái loại vaccine mà nghiên cứu ra để phòng cái loại bệnh nào bệnh kia, nhưng chúng ta sẽ không thể nào mà đuổi theo cái sự những các cái hàng hàng sẽ luôn luôn nó sẽ có những cái vi khuẩn mới, virus mới ấy. Chúng ta sẽ không bao giờ chạy mà đuổi theo cái đó được, mà vẫn là cuối cùng vẫn là tăng cái sức đề kháng của mỗi chúng ta thôi. À, chị Văn Anh có câu hỏi gì ạ? À? Em xin mời chị Văn Anh. À, chị Văn Anh chưa bật mic sao? Phương Anh với Trang ơi, chị có một cái câu hỏi là đợt trước thì chị có đọc cái cuốn Sức khỏe trong tay bạn của cô Bích Hà, thì cô có hướng dẫn một cái cách như là để thử xem mình có bị Candida nặng hay nhẹ ấy. Thì chị thấy là cô cũng nói là cái nấm Candida nó tồn tại nhiều ở phần đường ruột với cả phần phần miệng của mình ấy, cho nên là khi mình ngủ qua một đêm thì những cái con đấy nó sẽ lên phần miệng rất là nhiều. Nên là đâu đó mà buổi sáng ngủ dậy thì kiếm một cái cốc nước sạch, cốc thủy tinh sạch, sau đó gom cái nước bọt rồi chưa đánh răng rửa mặt gì á, mình gom vào xong mình nhổ vào đó. Thì nếu như mà có những cái tia phi rất là nhanh, nếu là nước bọt không thì nó chỉ nổi ở cái phần bề mặt nước thôi. Còn nếu mà có candida thì nó có những cái thứ mà nó phi rất là sâu xuống đáy. Thì chị đang hỏi là cái đấy, cái thử nghiệm đấy, một cái phương pháp nó rất là đơn giản đấy mà không phải đi bệnh viện đấy, thì nó có cho mình ra cái kết quả cũng tương đối đúng không? Em thực ra là em học từ y ra ấy. Các cái đó thì chắc chắn là nếu có thì em chắc chắn em sẽ không được học rồi. Tại vì vẫn phải đến viện để thì bọn em được học là chẩn đoán chính xác nấm thì vẫn là phải soi và nuôi cấy thì mới biết chính xác là cái cột này có phải là cột nấm hay không đó. Còn đâu là mình muốn phòng bệnh thì thôi, tốt nhất là mình cứ tập trung phòng bệnh thôi, là mình không lo là có nấm để mà tìm nữa đúng không chị Trang? Thực Thật ra ra nấm lúc nào cũng có mà. là đúng rồi, thật ra là cái phương pháp mà chị Văn Anh nói là em cũng đã từng thử rồi đó, nhưng mà em thử thì em thấy là nó cũng bắt hồi bắt chọc lắm. Có lúc mình mình thử thì đúng là nó drop xuống thật, mà có lúc thì mình không có nóng nhưng mà nó vẫn drop xuống chị Văn Anh. Nó vẫn không có nổi lên trên, nó đi xuống ở dưới, thì em cũng không có rõ là cái hiệu quả thật sự là nó như thế nào, và cái đấy nó dựa trên cái gì mà người ta lại ra cái phương pháp thử đó thì mình cũng chưa có hiểu rõ. Cho Tại nên vì chị áp dụng thử thì chị thấy nó cũng khá là logic với những cái hiện tượng của cơ thể mình.
Thành ra chị bấy lâu rồi chị vẫn cảm thấy tin tưởng cái phương pháp đấy. Tại vì khi mà mình cảm thấy rất là khó chịu ở khoang miệng, kiểu cái nước bọt nó đặc và nó kiểu nó nhớt nhiều á, và chị có cái cảm giác như kiểu nhiều nấm ở đấy, thì nó sẽ thường đi kèm với cái việc viêm âm đạo của chị dễ dễ bị viêm hơn, và hoặc cái chứng mề đay nó nổi nhiều hơn. Thì chị thấy có một cái sự logic giữa cái biểu hiện ở cái vùng miệng đấy với cả những cái biểu hiện khác trên cơ thể, mà là những cái biểu hiện liên quan đến nấm Canada như Phương Anh vừa nói. Thành ra là chị, nếu như mà mọi người thử tìm hiểu xem nếu cái đấy cách đấy là có một cách để thử dễ, thì có thể giới thiệu cho mọi người để mọi người thử. Tại vì nếu mà để mà đi bệnh viện xét nghiệm thì phải là thường là mọi người sẽ phải thấy nó có những cái dấu hiệu lớn lớn rồi thì mọi người mới đi, thì đâu đó là sẽ có. Tức là khi mà mình cái cơ thể của mình nó yếu á, thì cái hệ miễn dịch của mình nó yếu á, thì nó rất là dễ sinh ra nhầy gọi là mucus trong cơ thể. Thì nhiều nhiều khi cái mà chị phun ra ngoài nó là mucus chứ nó không hẳn là nấm, nhưng mà cái điều đó nó cũng liên với cái chuyện là ok, cái hệ miễn dịch mình đang yếu thì cũng là cái cửa ngõ để cho cái nấm phát triển. Và thực ra trong cơ thể của mình đó, ngoài cái nấm candida ra thì nó còn tới 200 loại khác, hơn 200 loại nấm khác nhau nữa, và nó có thể còn nhiều hơn nữa mà khoa học chưa có biết. Cho nên nếu mà nói là thử cái đấy là ra nấm candida thì rất là khó chính xác, nhưng mà cái việc thử đó có thể nói là cái cơ thể của mình nó có mucus, tức là nó có nhầy, thì chắc là hiểu như vậy cũng được. Nhưng mà trong cái khóa học này á, thì tụi em có rất là nhiều cái hướng dẫn để cho mọi người hiểu được cái symptom, tức là cái biểu hiện, cái triệu chứng của nấm candida như thế nào, nó biểu hiện ra bên ngoài cơ thể như thế nào, thì mình có thể dựa trên những cái đấy để mà mình hiểu, như là ví dụ như là mùi hôi của cơ thể này, mùi hôi miệng này, hoặc là bị nấm ở trên tóc này, hoặc là bị nấm móng nấm chân, nấm nấm ở móng tay móng chân, rồi mình hay bị brain fog, tức là mình bị cái đầu của mình nó hay Não bị sương não mù. sương mù, rồi mình hay bị mệt mỏi, hay bị chóng mặt say sẩm, hoặc là hay bị dị ứng đó. Thì nó có rất là nhiều biểu hiện khác nhau, cũng có thể là biểu hiện của nấm candida. Mà thực ra bây giờ đến bệnh viện để mà xét nghiệm á, thì chỉ khi nào mà và nó phát triển thiệt là mạnh và thiệt là rõ và ở vùng âm đạo thì mọi người mới xét nghiệm thôi, chứ còn nó là xét nghiệm khác thì cũng chưa, đúng không? Nhưng mà thực ra đợi cái lúc mà mình xét nghiệm ra kết quả thì cũng đã là khá nặng rồi. Cho nên tốt nhất là mọi người, ngay cả lúc mà mọi người bình thường chưa có biểu hiện gì mạnh đó, thì mọi người cũng nên học kiến thức để mà mình áp dụng và mình cải thiện lối sống của mình. Bởi vì thực ra cái quá trình mà cải thiện này á, nó không chỉ đơn thuần là giúp tấm candida đâu, mà nó sẽ giúp cho cả cái cơ thể của mọi người nó khỏe lên. Cái điều mà tụi mình tập trung đó là giúp cho cả cái cơ thể, toàn bộ cơ thể nó khỏe lên, cái hệ miễn dịch nó khỏe lên, và cái lá gan của mình hoạt động tốt hơn, thì từ đó cái nấm candida nó cũng sẽ giảm, chứ mình không có phải là chỉ tác động đến nấm candida thôi. Và mọi người cũng có thấy là như bác sĩ Phương Anh nói á, là nấm nó luôn luôn tồn tại ở trong người của chúng ta, tất cả mọi người đều có, em có, rồi Phương Anh có, và tất cả mọi người đều có. Mà khi mà mình đọc các nghiên cứu thì mình thấy là họ nói là thực ra nấm candida bình thường nó cũng đóng một cái vai trò nhất định trong cơ thể của mình, đó là nó cũng đóng cái vai trò hấp thu dinh dưỡng, nhưng mà chỉ khi nó chỉ được tốt như vậy khi nào, khi cái lượng nấm nó được kiểm soát, tức là bacteria tức là vi khuẩn đó, và nấm nó phải cân bằng, nó tạo thành một cái hệ vi sinh nó cân bằng. Mọi người tưởng tượng giống như là cái hệ sinh thái của thiên nhiên vậy đó, mọi loài nó phải, nếu mà nó muốn sống được hài hòa với nhau thì nó phải cân bằng, chứ không có cái loài nào mà nó vượt quá ngưỡng đó. Thì do những cái yếu tố nguy cơ, rồi do những cái tác động mà mình ăn uống sai, mình ngủ nghỉ sai, mình bị stress nhiều quá, thì nó mới làm cho cái nấm candida nó phát triển vượt ngưỡng. Cho nên là cái mục đích của mình không phải là loại trừ nấm candida bằng mọi cách, mà là làm sao mà mình làm cho cơ thể của mình nó khỏe, và cái hệ miễn dịch của mình nó có thể kiểm soát được, nó giữ được cái cân bằng. Rồi mình phải làm sao mình cân bằng lại cái hệ vi sinh đường ruột của mình, thì từ đó mọi người sẽ khỏe. Cái đấy là cái cách mà tụi mình muốn hướng dẫn cho mọi người là như vậy.
Dạ, bây giờ thì chắc là cũng muộn rồi, thì tự vì tụi mình rất là ủng hộ cái chuyện là giảm stress mọi người ha, thì mình phải ngủ đúng giờ thì mới không bị stress, cho nên là chắc là xin phép ngừng cái buổi workshop hôm nay tại đây. Và nếu như mà các anh chị và các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thêm dành cho bác sĩ Phương Anh thì mọi người có thể để vào phần chat, phần Zalo trong cái nhóm chat của mình á, thì tụi mình sẽ tổng hợp và Phương Anh sẽ trả lời rồi gửi lại cho mọi người. Và nếu như mà mọi người quan tâm đến khóa học thì mình xin thông báo là ngày mai là hết hạn vé early bird ạ, tức là giảm giá ra Hết ngày mai ạ. hết hết ngày mai phải không? Hết ngày Dạ, mai hết ngày mai. thì phần vẫn còn là 598.000 đồng cho 4 tuần cả học và cả tham gia vào live coaching, rồi bác sĩ Phương Anh sẽ trả lời trực tiếp cho mọi người, đồng hành cùng với mọi người. Còn nếu mà hết ngày mai thì học phí sẽ là 1,9 triệu ạ. Cho nên là các anh chị và các bạn nào mà thật sự muốn học khóa này thì nhanh tay lên nha. Thì thông tin tài khoản thì mình đều có để trong form, thì mọi người sẽ gửi trực tiếp vào cho bác sĩ Phương Anh ha. Còn hồi nãy có chị Nga như hỏi là cái khóa này có khác gì so với khóa dinh dưỡng mà mọi người học ở Nam Academy ha. Thì khóa dinh dưỡng là em hướng dẫn cho mọi người kiến thức gọi như là chi tiết về dinh dưỡng, về các loại từng loại vitamin và khoáng chất đó đó. Nếu các anh chị nào mà muốn học chuyên về dinh dưỡng và hiểu thật là sâu về dinh dưỡng thì mọi người nên học cái khóa đấy, chứ nó không phải là một cái lộ trình để trị một cái gì đó hoặc là để cho mình hết một cái gì đó. Thì cái khóa này là tập trung vào một cái lộ trình tập trung dành riêng cho Candida và Litfigus, cho nên là mọi người cân nhắc ha. À, những anh chị em nào mà đang bị Candida, đang bị vấn đề về lít cây gấp thì rất nên tham gia khóa này để mình có thể thực hành và được hướng dẫn thực hành. Đúng không ạ? Hình như là nãy có chị hỏi về các cái biểu hiện của leaky thì leaky là một cái thuật ngữ mà có trong khoa học, được khoa học quan tâm với mọi người, được khoa học quan tâm và nghiên cứu tới, nhưng mà hiện tại thì là như như hồi em học thì là chưa có, vẫn chưa có ở ở ở trong cái giáo trình hay là y học chính thống ấy, thì là vẫn chưa có. Nghĩa là khoa học thì luôn luôn đi trước mọi người ạ. Nên là nếu mà chúng ta, một trong những số những cái biểu hiện của đặc biệt là các nhà khoa học thì thấy là leaky gut thì nó có liên quan nhiều đến các cái bệnh tự miễn. Tại vì là bệnh tự miễn là cái bệnh mà hệ miễn dịch mà tấn công lại chính những các cái tế bào, tấn công lại chính những tế bào cơ quan của chính mình á, thì các nhà khoa học thấy là khi mà lúc nãy các chị có nhớ là khi mà cái đường ruột chúng ta bị rò rỉ không, là các cái chất mà không được tiêu hóa kỹ này, hay là các cái chất độc hay virus thì nó cũng đi qua cái đường ruột rò rỉ đó và nó vào máu, dẫn đến là cái đường dẫn đến cái hệ miễn dịch thì luôn luôn nó cứ luôn luôn kiểu trong cái trạng thái mà luôn phải phải loại bỏ các cái tác nhân đó ra khỏi cơ thể á, thì đó mọi người thì các nhà khoa học cũng nghĩ tới là nó có liên quan đến cái bệnh tự miễn đó. Nên là một trong những cái dấu hiệu mà nghĩ đến có leaky gut là bị bệnh tự miễn. Thế nên là khi mà chúng ta tham gia chương trình này mà chúng ta biết là những cái nguyên nhân mà bị leaky gut, thực ra là cái đường ruột chúng ta bị rò rỉ và chúng ta, và nó có thể liền lại được, nhưng mà vấn đề là chúng ta đừng 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 ăn đừng sinh hoạt, đừng tạo điều kiện để cho nó không lành được thôi ạ. Còn đâu là xét nghiệm hay là gì thì ở bệnh các bệnh viện thì là chưa có đâu, chưa có đâu ạ. Thậm chí là hỏi nhiều bác sĩ thì chắc nhiều bác sĩ cũng sẽ không biết là rò rỉ đường ruột là cái gì luôn. Nhưng tuy nhiên đó, mọi người thấy là nghiên cứu khoa học thì người ta có nhắc đến leaky gut rồi, thậm chí là người ta nghiên cứu rất là nhiều. Không biết là đến bao giờ thì không biết bao lâu nữa thì trong trường y thì dạy leaky gut, nhưng mà này chúng ta biết được chị Ở đang đặt bên câu Phương hỏi Anh bị nó bị không 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 có nghe rõ Phương Anh. em có Em có nghe được. dị ứng.
Các cái bệnh mà về dị ứng ấy thì nó cũng liên quan đến đến mọi người có để ý là khi mà chúng ta bị dị ứng thì bác sĩ hay kê một loại thuốc gọi là thuốc kháng histamine, hạn chế những các cái thực phẩm mà nó sẽ gây gây tăng histamine. Tại vì là khi mà chúng ta bị dị ứng là đấy, chúng ta đều thấy bác sĩ kê cái thuốc kháng histamine đó, thì nếu mà chúng ta mà biết sử dụng thực phẩm mà giảm histamine này, không làm tăng histamine cho cơ thể này, hoặc là hỗ trợ cái quá trình mà phân giải histamine cho cơ thể tốt hơn, thì ta còn hạn chế được dùng thuốc uống thuốc chống dị ứng nữa. Bên một dị ứng còn leaky gut có liên quan đến nhau hay không thì các bệnh dị ứng thì là cũng có liên quan đến leaky gut ạ. Đây chị Trang sẽ chia sẻ thêm với mọi người về này. Chị Trang đã đồng hành cùng con. Chị Trang là nhờ có con trai bị bệnh trào eczema mà chị Trang tìm hiểu và có đam mê về dinh dưỡng. Chị Trang mọi người ạ, chị Trang là cho con trai là lành khỏi. Cảm ơn Phương Anh rất là nhiều ha. Thì tại vì mình cũng có một cái chương trình hỗ trợ cho các bé mà bị chàm và bị dị ứng thực phẩm đó. Thì nó rất là liên quan đến leaky gut, tức là thực ra cái chương trình mà trị chàm và dị ứng thực phẩm nó bắt nguồn từ cái chuyện là mình phải chỉnh sửa lại cái hệ tiêu hóa của mình. Nó rất là liên quan đến leaky gut. Và gần đây á, thì khi mà mình đào sâu hơn về cái chuyện là histamine intolerance đó, tức là cái gọi là bất dung nạp histamine của mọi người, thì ngay cả cái bất dung nạp histamine đó nó cũng rất là liên quan đến nấm candida mọi người nhé. Người ta đã nghiên cứu là khi mà cái mức độ candida trong cơ thể nó tăng thì cái histamine nó cũng tăng luôn, cũng tăng luôn. Những cái người mà có cái nấm candida nhiều thì cái histamine intolerance của họ là rất là dễ bị histamine intolerance là rất là cao. Hoặc là những anh chị nào mà bị hay fever, tức là bị dị ứng mùa, bị dị ứng thời tiết, bị dị ứng bông cỏ, bị dị ứng các loại phấn hoa đó, thì nó đều liên quan hết trong cái chùm đó, histamine intolerant rồi candida này kia rồi đó, nó đều liên quan đến nhau hết. Nhưng mà nếu mà các anh chị nào mà có những cái bệnh, ví dụ như là nếu mà mình quyết định tham gia vào chương trình này và trong quá trình mà tham gia mà mình biết là mình có dị ứng với những cái loại thực phẩm nhất định nào đó, hoặc là mình đang bị giống như là mình bị hay fever, hoặc là mình bị eczema, bị asthma, bị hen suyễn, bị viêm da cơ địa vân vân, thì mọi người nhớ thông báo trước cho tụi mình biết, thì tụi mình sẽ có những cái hướng dẫn riêng cho mọi người. Các sản phẩm có chứa gluten gây ra bệnh leaky gut. Về cái vấn đề gluten đó thì nó rất là rộng, nó rất là rộng. Không biết Phương Phương Anh thì Phương Anh thấy cái chuyện gluten đó như thế nào? Về cái bài về gluten thì chắc là phải giảm một cái bài về gluten ở trong 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 chương trình mất, vì nó cũng dài ấy. Nó cũng tại vì mục tiêu là mọi em muốn là mọi người khi áp dụng cái gì á không phải là lời khuyên là nên hay không nên, nên hay không nên, mọi người sẽ hiểu như nào. Thì giống như là nếu mà chỉ nói thuốc lá là không tốt cho sức khỏe ấy, thì sẽ rất nhiều người hút, nhưng mà chỉ thêm là nếu thuốc lá mà có nguy cơ gây ung thư phổi thì chắc chắn là sẽ cái động lực để bỏ thuốc lá sẽ lớn hơn rất nhiều, cái thay đổi cái thói quen sử dụng ấy nó sẽ thay đổi rất là nhiều nếu mà mọi người hiểu là cái bản chất của nó. Đúng rồi. Đó là mình khi mà các bạn vào thì các bạn sẽ được Phương Anh hướng dẫn chi tiết, hiểu mình hiểu đầu tiên là mình phải hiểu cái bản chất, sau đó mình phải hiểu cơ chế hoạt động nó như thế nào, rồi mình mới biết được rằng là nó Được hiểu rõ ạ. đúng rồi, nó phù hợp hay là không phù hợp với cơ thể của riêng từng người. Chứ không không bao giờ có một cái loại thực phẩm nào, ngay cả thực phẩm tự nhiên, mà tốt hết cho tất cả mọi người được. Nó sẽ tùy vào cái thể trạng và tùy vào cái sức khỏe hiện tại của mọi người như thế nào. Nhưng mà với bản thân mình ha, thì sau rất là nhiều lần trải nghiệm gluten là trước đây mình cũng bị leaky gut, xong rồi là mình đã chữa khỏi và mình cứ thèm cái bánh bao Việt Nam, mọi người biết không, bánh bánh bao á, thì làm bằng bột mì hoặc là bánh mì làm bằng bột mì, và mình cứ thử đi thử lại, thử đi thử lại, và mình thử lần nào thì mình cũng
phát hiện là sau một ngày ăn thì cái răng lợi của mình nó đều bị sưng lên, hoặc là ngón chân của mình nó đều bị sưng. Đó là chứng tỏ là mình khá là mẫn cảm với gluten, mình không có ăn được gluten. Nhưng mà không biết những người bình thường khác á, thì họ sẽ như thế nào. Nhưng mà sau khi mà cả gia đình mình cùng đều thực hiện chế độ ăn sạch và không ăn những cái thứ bậy bạ sau nhiều năm á, thì bây giờ mình quan sát là hình như cái cơ thể nó nhạy cảm hơn rất nhiều, nó nhận biết được là cái gì không nên ăn và cái gì không nên ăn, nó báo nhanh, rất là nhanh. Thì gluten là một trong những cái mà cả gia đình mình nó đều báo là ăn không có tốt, bởi vì nó đều gây viêm viêm trong cơ thể. Nếu như mà trước đây á, có thể mình ăn nhưng mà cơ thể nó vẫn báo, nhưng mà mình không có nhận ra thôi, chứ không phải là nó không báo. Ví dụ như nó thông báo bằng cái chuyện là ví dụ như cái cơ thể của mình bây giờ nó nhạy đến cái mức độ mà nếu mà mình vào cửa hàng mà mình ăn đồ chiên rán á, thì sau vòng 1 tiếng đồng hồ là mình sẽ thấy ủa sao tự nhiên có một cái nhọt nó mọc lên, nó rất là đau ở một cái chỗ nào đấy. Hoặc là mình ăn gluten là cái răng lợi của mình nó sẽ bắt đầu nó sưng lên, hoặc là chân của mình nó sưng lên, là mình biết là thôi rồi. Và mình đã thử nghiệm nhiều lần như vậy rồi, nhiều lần như vậy mình cứ cố gắng mình ăn thử xem được ăn có được hay không, nhưng mà nhiều lần đều bị như vậy. Thì cái gluten á nó khá là không ổn. Cái nguyên nhân á thì tụi mình sẽ giải thích rõ hơn, nhưng mà hiện tại thì mình nói như thế này, cái lúa mì của cái thời kỳ hiện đại này này nó rất là khác so với cái lúa mì nguyên thủy. Nó bị GMO rồi, nó bị làm sạch, tức là nó bị thay đổi để mà nó ra cái hiệu suất. Tức là một một cây lúa mì bây giờ thì nó sẽ cho nhiều nhiều lúa mì hơn so với ngày xưa, rồi cái độ dẻo của cái bột đó, nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Cho nên mọi người khi mà mọi người ăn bánh mì á, bây giờ mọi người sẽ thấy là ủa sao nó phồng xốp, mà hoặc là những cái bánh mềm á, thì nó rất là mềm mại, cái độ phồng của nó rất là lớn, chứ nó không có như cái bột mì ngày xưa. Cái nguyên nhân là như vậy. Cho nên là cái gluten á, nhiều người nói là ok ăn bột lúa mì mà nguyên cám thì ok, nhưng mà mình thấy là thực ra bây giờ nó cũng không không ổn cho lắm, ổn cho lắm, bởi vì cơ bản là nó đã bị thay đổi rất là nhiều rồi, biến đổi gen rất là nhiều. Dạ, cái đấy là cái chia sẻ hơi mang tính cá nhân một chút xíu về cái vấn đề Có gluten. chương trình để chúng mình ta sẽ được tiếp cận với cơ tin theo kiểu khoa học nhỉ. Mọi người có thể được thử test và hướng dẫn cái cách quan sát cơ thể của mình để biết được là cái nào nó phù hợp và cái nào không phù hợp nha. Sẽ có những cái bài thử test dị ứng rồi quan sát, học quan sát cơ thể như thế nào. Dạ, như vậy là bây giờ mình có thể tắt cái màn hình share của em đi được không? Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã tham gia buổi workshop hôm nay của mình và Phương Anh. Và hy vọng là cho dù mọi người có tham gia khóa học sắp tới hay không, thì hy vọng buổi workshop hôm nay cũng mang được một nhiều giá trị đến cho mọi người, và giúp mọi người hiểu được rõ hơn về Candida. Và nếu mà mình muốn thoát khỏi cái bệnh này một cách toàn diện á, thì mình nên tác động vào những cái điểm nào thì mình mới có thể kiểm soát được bệnh nó toàn diện mọi người ha. Thì mọi người có thấy buổi hôm nay nó có ích cho mọi người không? Nếu như mà có ích thì mọi người có thể bình luận số 1 cho tụi em cảm thấy cũng mừng được không ạ? Em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ. Và nhắc lại là Cảm ơn chị em. ai mà có câu hỏi thì mọi người nhớ để lại câu hỏi trong nhóm nha. Rồi bây giờ trước khi kết thúc là mình có thể bật camera lên và chụp một bức hình kỷ niệm cùng với bác sĩ Phương Anh được không ạ? Đây là khóa đầu tiên mà Phương Anh mở, cho nên mình cũng rất là mong mà có thể để lại nhiều kỷ niệm cho Phương một chút xíu cho mọi người bật camera lên ha. Cả mình và Phương Anh thì đều là những người hơi hướng nội một chút, cho nên tụi mình cũng không có giỏi ăn nói và từ ngữ. Hy vọng là trong hôm nay không có cái từ nào nó khiến cho mọi người khó hiểu, hoặc là
Dạ, rồi bây giờ 1, 2, 3 mình sẽ chụp một bức hình với Phương Anh nha. 1, 2, 3. Dạ, rồi mình thêm một bô nữa nha mọi người. Thêm một bô nữa. 1, 2, 3. Dạ, rồi em xin cảm ơn tất cả các chị em và các bạn, hoặc là có các anh nào ở đây. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã tham gia buổi bóng số hôm nay. Có cơ hội em gặp Cảm ơn các anh chị lại em. Chúc mọi các người ngủ em. ngon. Dạ, cảm ơn Phương Anh rất là nhiều nha. Rồi, Dạ. xin chúc mọi người ngủ ngon ạ. À.